Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiên Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì bây giờ anh em mình đang rạp cửa sổ về cái cửa đi mọi người. Đấy, ở bản Kabingala, nhà bảo vệ bản Kabingala. Thì hiện tại bây giờ mình là đang là cameraman mọi người. Thì để nhờ em Antonio phụ em xin mau. Để hai em đang tiến hành rạp lại cái cửa đấy, cửa về cửa sổ với cửa đi các bạn. Nhà đất nên là làm đơn giản thôi mọi người. Tận dụng thời tiết trời mưa các bạn ạ. Đây, đấy là cái này gọi là ammonia cái mọi người ammonium. Ammonium. Seramale. Tapa aquí a Matilo, no suba a Batela. Tapa. Fesa. Por día, eso así llega. Ah, no puse, ves, agua entra, ¿no? Peso. Tan dung a Teti, pero con mưa, mọi người, en la de. Tiene hay bỏ thêm ammonium, nó gọi là giống như đàm ấy các bạn. Này, ngô ở đấy thì đây này, mọi người này, xanh lên này, này. Đấy, một màu xanh, một màu đen này. Thế vừa rồi thì đây, như chỗ này là phun phun thuốc bảo vệ thực vật đấy, mọi người, nếu nó bị chảy á. Vamos continuar que comienza aquel lado primero, la amarela. Này, Antonio fica lá, né? Vamos passar, né? Đấy, ngồi mọi người. Đấy, nhanh lắm. Đấy. Ok. Sẽ tiến hành là bỏ nơi khu vực này trước các bạn. Tiến hành bỏ nơi khu vực này trước bởi là khu vực này bị nó hơi vàng này. Hơi vàng này. Así. Vamos meter distancia. No. Ok. Tipo, vamos así, né? Ahí. Métela. Después, tapa. Sí. ¿Ya? Sí. Aquí. Vamos a cavar después taparla, ¿ya? Sí. No muy tu próximo, ¿ya? No sí. Raíz. Sí. ¿Ve qué mal? Sí, un poco de distancia, ¿ya? Porque aquí no mea, ya doy, ¿ya? Así, después aquí. Ahí distante, ¿no? Ahí distante. No, aquí está bueno, ¿eh? No precisa, Sada. Vamos a cavar lá, depois mete, depois tapa lá já também, já? Sim. Cuidado na pisa lá, já? Thưa, mình hướng dẫn là mọi người là lấy tay đào luôn các bạn. Đào bởi là cái này vừa rồi thì có bón cái phân dế các bạn. Nhưng mà cái phân dế thì nó cũng nhanh được. Đấy, phân dế về lâu dài thôi. Nên là bây giờ thì muốn bón một chút ure đàm hoặc là ammonium thì nói chung là nó cùng một cái chất kích thích sự tăng trưởng của cây nên là bón vào gốc luôn mọi người. Đấy, khu vực này thì nó hơi vàng ấy, còn bên này xanh hơn. Thì ngày hôm nay làm ở bên này, ngày mai sẽ tiến hành làm bên này luôn các bạn. Đấy, perdón, mete tipo así. Vamos cavar assim, né? Meter aqui, sim, depois tapa. Etapa. É mesmo. Tudo já? Não muito próximo, já? Vai queimar, já? Ok. Cada pessoa... Pai, anda mesmo no meia. No meia. Não anda assim, ai. Vai assim. Pai, anda mesmo assim, já? Ou desse lado mesmo? Anda assim, não anda assim. Ai, depois... Não, Ok. Tá bom. Pá, mas também não muito, já? Ah, porque lá no fundo também já tem a coco de cabrito, né? Coco de cabrito, ele demora de tempo, mas ajuda mesmo. Đấy, phần dế thì nó về lâu về dài thôi mọi người. Còn phần hóa học thì nó chỉ kích thích cái ngô phát triển này. Trong cái giai đoạn này thì phải bọn này đến lúc nó bắt đầu trổ cơ mọi người. Bắt đầu trổ cơ thì sẽ tiến hành là bọn thêm
đạm tổng hợp NPK mọi người, phân tổng hợp NPK, phân lân tổng hợp. Đấy, như khu vực bên này thì cái này thì nó mọc hơi sâu tí nên là chỗ này thì nó đang còn thấp, còn vừa vừa. Còn bên này thì đây mọi người thấy khu vực này này, đấy, ngô đẹp lên các bạn này. Đấy, thì ngày hôm nay là bón được đến đâu thì hay đến đó, rồi ngày mai sẽ tiếp tục bón tiếp mọi người. Còn ở bên này thì đang tiến hành sấy cỏ mọi người. Bên này thì đang tiến hành sấy cỏ. Đấy, thời gian tới đấy thì cũng sẽ là bón ở bên này luôn. Bên này sấy cỏ xong thì sẽ xuống sấy cỏ phía dưới. Sấy cỏ phía dưới xong thì lại quay lại lại tiến hành là bón phân đạm tổng hợp mọi người. Đấy, tuy những cái khu vực nào mà cảm thấy cần thiết bón thêm phân chuông thì sẽ bón phân chuông. Còn chỗ nào mà cảm thấy cần phải tăng cường thêm phân tổng hợp thì mới bón phân tổng hợp mọi người cả nhà. Đấy. Đấy, bây giờ của cỏ rồi thì nhìn ngô nó khác biệt đấy. Chứ ngay trước thì cỏ ở bên kia nó xanh cỏ luôn. Đấy. Ở Việt Nam mình thế mà. Nói chung là mưa xuống thì không cái gì mà mọc nhánh bằng cái cỏ cả. Đấy. Nhưng mà khi mà ngô được của cỏ sấy cỏ rồi, cỏ chết khô rồi thì đây mọi người đây. Đấy, nhìn ngô rất là mình cũng rất là ưng ý luôn. Đấy. Còn cửa dưới cánh đồng ngô này thì mình tới đây mình sẽ dằm chỗ nào mà nó thưa quả thì sẽ dằm thêm đầu. Còn những cái chỗ mà cây ngô không mọc, giả ví dụ như chỗ này chẳng hạn thì mình sẽ dằm đầu ở đấy mọi người. Đấy, những chỗ này thì khả năng mình sẽ dằm thêm đầu không? Thì nó không đảm bảo là 100% là cây ngô mọc được, bởi là có thể cây ngô mọc được nhưng mà bị con gà này, rồi con chuột này nó phá hoại ấy mọi người, nên là nó sẽ không mọc được 100%. Đấy, đấy, những chỗ này mọi người thấy này, thấy tuyệt vời luôn. Đấy, mình thấy cũng rất là nghiền luôn. Này, hai cây này. Nhưng khoảng cách mọc này, ngô mọc rất là mập mạp luôn. Đấy. Từ cái cỏ cũ rồi vừa rồi thì sợi lên thì nó chết hết các bạn ạ. Về lâu về dài thì cũng chưa biết được nhưng mà thấy cũng rất là mừng rồi. Đấy, ok. Bên này thì cũng mới gieo trỉa sáu cung nghe mọi người ạ. À, cả nhà. Ở bên này gieo trỉa sáu cung cả nhà. Cuộc cỏ bên này xong, xuống dưới kia cuộc cỏ dưới kia. Dưới kia thì xong là ở trên này thì ngô cũng mọc luôn rồi. Lại bắt đầu sẽ tiếp tục làm ở trên này. Cứ là liên tục luôn. Ok, thì hôm nay là bắt đầu lại tiến hành là ngày hôm nay là mình ra đây có mặt cùng người dân thì lắp mấy cái cửa này, lắp mấy cái cửa nhà kho này, nhà bảo vệ này. Xong rồi bây giờ thì thời điểm này nó mát rồi. Nên là tranh thủ bọn Amonio các bạn ạ. Amonio ở quê mình gọi là gì nhỉ? Thì nó cũng giống như Amonio thì giống như là Ammoniac chẳng hạn, kiểu như vậy đấy. Mình thì cũng không rõ lắm, bởi là cũng không chuyên về nông nghiệp. Ở nhà bố mẹ là ngày xưa là làm công nhân chăn nuôi các bạn. Đấy. Ở quê mình có sự nghiệp hữu giống Hương Sơn đấy các bạn. Đấy, là bố mẹ mình là đều là công nhân. Thế gia đình mình thì cũng thực tế là không làm về nông nghiệp nhiều. Chỉ có cũng có tỉa ngô, tỉa lạc, tỉa đậu, đấy là kiểu một phần thì tăng giá thôi. Chứ còn không phải thường xuyên. Đấy. Đấy là mình cũng thực tế mình cũng không am nhiều rất là nhiều về nông nghiệp mọi người. Thì tất nhiên là cũng còn rất nhiều thiếu sót ở đấy. Thì cũng đã muốn hỗ trợ giúp người dân làm sao để cho tốt hơn thôi. Đấy, chứ không phải là vào đấy để mà làm để mà cái gì cái này cái kia, mà vào đấy là làm muốn làm sao để cùng người dân thì ngày càng tốt đẹp hơn, để có thêm lương thực để ăn để dự trữ, hoặc là sau này có khả giả hơn thì có thể để bán để mà mua thêm cái này cái kia để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Mọi người đấy là hy vọng về tương lai. Đấy, còn bây giờ thì làm sao để nó cái bụng cái ạ, bởi mùa giáp hạt như thế này giống như ngày xưa ở Việt Nam mình không còn phải lo đói nữa. Lúc nào trong bồ cũng đã đầy ngô. Quê mình thì gọi là đầy lụa, còn bên này thì đầy ngô. Đó là một hạnh phúc rồi. Thì thấy cái ngô này nó mọc mướn mởn thế này mọi người, thấy rất là mừng luôn, cực kỳ mừng luôn. Mình làm sao mà thấy cái ngô phát triển tốt, tươi tốt đẹp là
cái kẻ đó là rất là mừng, bởi mừng cho ai? Mừng cho bản thân mình, ấy, bỏ công ra giúp người dân là được. Đấy, còn người dân thì có cái thành quả là sau này người dân đỡ đói mọi người, đấy, rất là mừng luôn. Đấy, các bạn này, đấy, luôn luôn là mong cả nhà sẽ là đồng hành ủng hộ anh em mình một lượt like, một lượt xem, đấy, một lượt chia sẻ để là anh em mình có thêm động lực. Đấy, và ngoài ra là cái gọi là cái nguồn kinh phí để mà hỗ trợ người dân bản các bạn, nào là thức ăn này, hàng ngày buổi trưa này để người dân đi làm này. Đấy, vào mùa rồi nên là không phải là một nhóm người, một tổ người, mà bây giờ là nhiều lúc là một ngày như vậy là cả mấy bản đều là đi làm, đồng loạt đi làm. Đấy, thứ nhất, thứ hai là cái kinh phí để mua phân bón mọi người, kinh phí để mua phân bón nữa thì cũng phải là trích ra từ cái nguồn thu nhập của YouTube mọi người. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi thỉnh thoảng là hỗ trợ có các em này, hoặc là người thân của người nhà, hoặc là chị em hay con cháu đấy thì ốm đau thì mình cũng dành ra một ít tiền để gọi là tiền túi của mình cho để mà mua thuốc, mua men hoặc là đi khám. Đấy, cái đó thỉnh thoảng thì mình là những cái đó thì nó không phải là vấn đề chính. Đấy, những cái đó thì mình thường mình cho thì mọi người là hiểu là được, thì cũng cần phải là phải lên hình để cho mọi người thấy thế này thế kia, mà cái đó là mình trực tiếp mình cho mọi người thấy, một thầy thương của mọi người thôi. Đấy, mọi người là thầy hôm nay hoặc ngày mai hôm nay nhọc chẳng hạn không đi làm được, thì người mà có vấn đề là nóng ẩm đầu chẳng hạn thì mình cũng cho tiền mua thuốc mọi người. Và một con tin nữa số 7 melon con sigi acaba melon con sigi acaba mà ta mới phá xin đi porque esa tierra fue de esta pusa ya ahora está mole. Emilioni, Emmu, Meteso. Đấy, đang nói chuyện với bác trưởng bản là cố gắng làm sao đấy là muộn thì cũng được, nhưng mà phải là bọn được càng nhiều càng tốt mọi người. Bọn được càng nhiều càng tốt đấy cả nhà. Bởi là thời gian thì sẽ không chờ. Cây ngô thì cũng sẽ phát triển. Ngày nay khác, ngày mai khác đấy. Đấy, nó thay đổi liên tục. Nên là bọn để cho nó được sức để mà nó cho cái bắp ngô cho to. Đây thấy cái ngô này đẹp chứ này, thích thật. Đây, hai cây mọi người. Đây, hy vọng hai cây này sau này hai bắp to như thế này là được rồi. Ranh à? Đây. Đây, thấy ngô cây mập đều đồng đều nhau mọi người. Avança, avança! Chuva tá vi! Chuva bajou! Chuva bajou já! Cuidado, já não vai partir lá, hein? Ô, cunhada! Tem alguma bicho não morrer, pai? Pé down. Tem, né? Vamos repetir. O quê? Tá grande. Ah, vamos repetir. Vani! Vani! Tá aí, conduto. Abre a boca. Dadê! Hein? Abre a boca. Hein? Não? Óbvio. Aqui falta uma, né? Essa linha aí não mete. Mete só cima. Hôm rồi phun thuốc rồi cả nhà, nên là cây ngô là hôm nay là chỉ có sọt một ít cây thôi, gọi là bị xấu. Còn lại là khoảng tầm 99% là hết xấu rồi. Đấy. Thì mình xem có cái nào mà bị xấu thì mình bắt luôn. Đấy. Hôm nay bắt những con to lắm đấy các bạn. To bằng gần ngón tay út rồi. To như đầu chiếc đũa đấy. Rất là béo luôn. Nhưng mà hết rồi.
đây mọi người. Sâu là như thế này nè mọi người, sông gỗ. Aki, alo, vô phi Aki. Vô phi Aki. Tariki. Vô phi Aki. Ê, à, lấy quay cho mọi người xem mình vươn đầu bắp này. Cẩn thận nhá. Này, Antonio này. Này, đầu bắp này. Así, así es Flori, ¿no? Así ya me mu. Ya que abu, ¿no? Đây, quả bắt đầu bắp mọi người này. Đấy. Bắt đầu là chuẩn bị lại có đầu bắp thu hoạch đây. Trước mắt là để cho người dân ăn ạ. Thứ nhất ạ, sau này là có điều kiện là bán các bạn ạ. Đấy. Vườn đầu bắp. Đây mình lần đầu tiên mới là trồng đầu bắp đấy cả nhà. Nên là cùng kinh nghiệm chứ có đâu. Đấy. Mình cố gắng làm sao để là thứ nhất là trước mắt là có cho người dân ăn. Sau đó thì bán. Ok. Cũng bắt đầu ra quả nhiều rồi. Đấy, chắc thời gian ngắn là rồi có thu hoạch đây các bạn. Này, quả này. Giá tay này. À, còn ở bên này dưa hậu ấy. Dưa hậu ấy cả nhá. Thì ngày nào đó thì sẽ bắt đầu sang tuần. À không, lâu hôm nay mới đầu tuần ấy. À, cái này thì hôm nào đó thì sẽ bắt đầu tiến hành bấm những cái bẻ cả nhà. Thì mình sẽ mua mấy kẹo vào bắt đầu tiến hành bấm ngọn để cho những cái thân chỉnh nó nuôi quả. Đấy, thấy là bữa nay mọc bắt đầu mọc ác này. Đấy, mọc rất ác này. Đấy, thì thấy cả nhà bình luận là comment là những cái mỗi giấy chỉ để lại một quả hoặc hai quả thôi. Đấy, để cho nó quả cho to. Đấy, nên là sẽ tiến hành là bấm ngón những cái bấm nhanh phủ. Thế hôm nay bắt đầu là phủ rồi. Phủ luống này. Thì cái thời điểm này thì mùa mưa nên là cũng không phù hợp với cái dưa hậu, nhưng mà cái này thì mình thực tế là mình trồng thử nghiệm thôi. Mình trồng thử nghiệm thôi. À, nếu mà được thì tốt. Còn không được thì cũng chỉ chấp nhận hy sinh mấy luồng đất như này thôi. À, mấy luồng đất này, hy sinh mấy luồng đất thôi. Còn được thì sau này thì sẽ là để cho người dân là ăn đấy. Còn bên này ngô này, chưa kịp mà cuộc cỏ ở cả nhà. Này, ngô này, ngô mọc rất là đều, rất là đẹp luôn cả nhà này. Nhưng khoảng cách thế này thì là chắc là vừa, ở dưới kia thì có vẻ dài hơn. Nhưng khoảng ở đấy là khoảng cách như này là có lẽ là vừa đẹp. Chưa kịp là làm cỏ luôn. Bên kia rồi, cuộc rồi. Bên này thì chưa kịp làm cỏ mọc nhanh lắm. Avanza, avanza. Da que nada, tá quase já. Hội mọi người vừa hội vừa tiếu mọi người. À, tá bom. Aqui. Esse mais uma semana, Matiloi passa aí, não deu conta mais Matiloi. Này, nếu tiếu Matiloi khoảng một tuần nữa là Matiloi đi trưởng này là cũng thấy Matiloi đâu nữa đấy. Matiloi nhỏ quá hay. Ê, Matiloi cao quá. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Nhỏ quá, pequena. Lun quá. Lun quá là thấp. Lun tipo abaixinho. À, cao é altura. À, Matiloi lun quá é baixinho. Tá bom. Pode assim, anda mesmo no meio, Matiloi, mete já dois lados. Siempre así, ¿no? Entonces, cada persona ya va dos líneas. Avanza.
À, ta bỏ. Đôi đôi. Đôi đôi luôn chăng cả. Đã kinh nát đã vãi cả bà già. Aqui esse vai meter amônio, daqui nada, vai ficar verde mesmo, pai? Ah, daí é nada. Quando a sua água der lá mesmo. Ok. Já vai modificar. Ok. Fica verde. Ok. É mesmo, preciso mesmo assim. Thì nói về bà cái họ cái này mình bọn sống cái phấn amonio thì chắc mưa xuống cái thì nó sánh hẳn luôn. Hy vọng vườn ngô này sẽ cho một cái sản lượng là cao cả nhà. Luôn luôn hy vọng thôi. Bởi là chưa biết được ngày mai nó sẽ như thế nào, nhưng mà hôm nay thì cứ phải hy vọng thôi. Ở dưới này trong cùng khoảng cách tầm 25 đến 30cm thôi. À, nhưng mà thầy hùng dây ở trên kia gieo hạt thưa hơn đấy, nhưng mà ở dưới này mà cả sen cánh cả đầu nữa là nó kín luôn, nó đầu cũng có ánh sáng luôn. Pera đâu hoje lá no que no chiculo tá mete milho feijão. Milho, feijão. Ok. Tá bom. Sim. Ah. Nós parece. Vou ver, né? Depois vou passar aí aonde milho falha. Vamos meter feijão lá. Feijão. Ah. É. Nós vemos bạc trưởng thôn là. Ở dưới bản. Đang chỗ bản Chiculo. Thì ở bên đó thì vừa gieo hạt. Vừa gieo sen cánh. Vừa đầu vừa ngô lớn. Một hai hạt ngô thì 4 đến 5 hạt đầu. Hai hạt ngô thì 4 đến 5 hạt đầu cứ xen canh vậy. Ở dưới đó thì mình cho gieo 4 năm hạt đầu luôn. Bởi là hạt đầu thì cũng được 100% gọi là hạt đẹp, có khoảng tầm 80%. 80% hạt đẹp thì mình trừ hao là những cái hạt mà bị nó lẹp ấy. Rồi về lại là trừ hao là sau này nhờ máy nó bị con gà rừng ấy nó phá các bạn đấy, nó con gà rừng nó ăn ấy, nên là trừ hao đấy, quê mình gọi là trừ hao đấy. Ok cả nhà, thì càng muộn hơn thì chất lượng hình ảnh nó càng kém hơn, nên là video mình xin kết thúc tại đây. Một lần nữa các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Vậy tôi đu phát lại chào các bạn nhé. Chào các bạn. Ôi lìa, chào các bạn.